Chương trình Sức khỏe tâm thần và đời sống xin trở lại với quý vị khán thính giả đài SGN. Trước khi là rời làn sóng đó, chúng ta đang bàn thảo về cái tâm lý và cái thể Sinh xác lý. sinh lý của một người Nhóm. co cho nam cũng như nữ vẫn còn cái ham muốn về vẫn tình dục, và cái nhiều khi vì cái đó mà làm cho gia đình láo loạn lên nữa. Cho nên chúng ta nói về cái này để giúp cho mình hiểu rõ hơn, nên nhờ bác sĩ phân tích tiếp tục. Đó thì như lúc nãy mình nói đó, nếu mà cái nhu cầu, cái dạ. đòi hỏi mà nó không có phù hợp cho cả hai bên ừ. thì nó xảy ra vấn đề. Chẳng hạn như người cao niên về phía nam vẫn còn cái nhu cầu đó rất mạnh mẽ, cái đòi hỏi rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bên phía người phụ nữ không vợ. Còn thích thú nữa, người vợ nữa, thì nó có vấn đề. Và ngược lại cũng vậy. Thế cơ, nếu mà hai người có thể ngồi xuống yeah. để và nói chuyện, để bày tỏ, nói thật là bây giờ đó tôi, chẳng hạn những người nữ, người vợ nói là bây giờ cái nhu cầu đó tôi không còn, cái ham muốn đó không còn. Yeah. Không thể đáp ứng được cái đòi hỏi của ông được. Thì làm sao? Thì làm sao? Thì mình có thể là compromise. Đang có nhiều nhiều phương cách chứ, phải không bác sĩ? Nếu mà cái người đàn ông mà thương vợ, hiểu được vợ, thì không đến nỗi có những cái hành động giống như là mình nói nó hơi quá đáng, nhưng mà nó xúc phạm. Tức là khi mà cái nhu cầu nó đến, nó đòi hỏi, nó cao độ thì đi đến cái chỗ mà bạo lực đối với không có người, tế nhị, không có tế nhẹ nhị. Nhàng. Đó. Thật ra thì người lớn tuổi cũng có rất nhiều những cái thú vui học đi, để cho cái đầu óc mình đừng có suốt ngày suy nghĩ về cái chuyện đó. Đó. Yeah. Chẳng hạn như đọc sách, chẳng hạn như là trồng cây, chẳng hạn như là học hỏi thêm cái gì đó. Ở trong cái trung tâm tôi cũng thấy có nhiều trường hợp. Cái đó là một cái khổ cả hai người, khổ cho người vợ và khổ cho người chồng. Bởi vì không có ai mà ép lòng mình hoài được hết. Yeah. Với lại mấy bác cũng nên, ở Mỹ nó có nhiều cái phương tiện lắm. Yeah. Để mà giúp đỡ cho cái chuyện chăn gối nó nhẹ nhàng hay là nó được thoải mái hơn. Yeah. Chẳng hạn như nếu trong trường hợp mà các quý bà mà lớn tuổi thì thường thường nó bị cái âm đạo nó khô. Thì ở ngoài pharmacy nó có những cái dung dịch hay là có những chất nó làm cho nó làm như là những cái vaseline hay những cái gì đó để mình áp dụng vô trước khi mình making love, để cho nó không có bị đau, bị rát. Bị tổn thương. Dạ, bị tổn thương. Như vậy thì duy trì được cái sự ấm áp, cái sự tình cảm giữa hai vợ chồng. Yeah. Bây giờ nếu mà mình nói bây giờ tôi già rồi thôi, nghỉ, chơi. Ông cũng không nghỉ, có được. Thì cái đó cũng unfair, không yeah. có fair cho người chồng. Trong khi người chồng vẫn còn cái sinh lý đó, là cái niềm vui của họ. Thành ra cái vấn đề này hai ông bà phải tự ngồi xuống bàn luận với nhau và hỏi bác sĩ của mình, bác sĩ gia đình. Bây giờ trường hợp như vậy, hoặc là đi counselor, hỏi trong trường hợp chúng tôi vậy. Nếu mà quý vị thật tình còn yêu thương nhau, muốn duy trì cái gia đình thì rất là dễ tìm hiểu, rồi mình áp dụng vô cái đời sống lứa đôi khi mà mình đã già rồi. Ở trên cái mấy cái tờ báo tôi thấy ông bác sĩ Nguyễn Ý Đức, ông có viết về những cái chuyện đó, cái bằng hôn nhân lúc về già nó phải như thế nào. Thì cái ông nói rằng là cái người đàn ông đó cũng phải tế nhị, nhẹ nhàng, dịu dàng với người mà với người đàn bà trước. Chứ còn mà cọc cằn hay là thô lỗ hay là ấy thì cái đó là nó tiêu diệt luôn cái emotional, cái cảm giác, cảm xúc của người cái vợ. Yếu tố mà để giải quyết cái mối xung đột, cái vấn đề đó chỉ có sự thông cảm và yeah. yêu thương. Yeah. Nếu mà mình thực sự thông cảm, yêu thương cái người phối ngẫu của mình đó, thì mình chịu khó. Thì cái gì cũng vượt qua cũng được. Vượt qua được. Đó. Và cái nếu mà mình vượt được như vậy nữa thì là giúp cho gia đình mình được êm ấm. Và con cái nó cũng có cái respect, tức là nó kính trọng hơn. Và tránh được cái đi ra bên ngoài rồi mang bệnh về cho chính cá nhân mình,
rồi cho cái người phối ngẫu của mình, cho vợ của mình. Dạ. Tại vì cái nhiều khi vì cái ham muốn nhất thời mà nhiều khi mình không có nghĩ tới cái bệnh. Rồi một cái nữa là như chị Thủy mấy bác sĩ nói là mình ngồi xuống mà để bàn thảo với nhau làm cách nào cho nó được đẹp cả hai bên thì cái đó cũng sẽ giúp đỡ. Còn nếu mà mình cứ khăng khăng như vậy thì khăng khăng thì là hai bên sẽ đối chọi nhau và cái công trong hạnh phúc gia đình nó sẽ đổ bể. Vậy các bác phụ nữ cũng phải nhớ rằng cái chuyện mà nếu mà ông lớn tuổi mà ông còn sinh lý, cái đó không phải là cái xấu. Đó. Một cái nhu cầu. Dạ, một cái nhu cầu. Như mình đói bụng thì mình phải ăn, mình cắt nước mình phải uống. Chứ đừng nghĩ cái đó là trời ơi sao ông xấu quá, cái ông lớn tuổi mình còn cái đó. Cũng không có đúng làm như vậy, cũng không phê cho mấy bác. Dạ. Thì cũng như bác sĩ nói là nam nữ đều. Cảm đó. Dạ, phải thông cảm với nhau. À, phải ngồi xuống cái đó không có gì là xấu hết. Dạ. Cũng như là các bác là phụ nữ lớn tuổi mà không còn ham muốn sinh lý cũng đâu phải là cái xấu. Dạ không. Dạ, cái đó cũng là một cái nhu cầu của cơ thể nó. Đó. Dạ. Nhưng mà để cho một gia đình êm ấm thì hai người phải làm together, tức là làm chung với nhau và come up mấy cái resolution, cái solution nó là rất tốt cho hai người. Còn nếu mà một bên khăng khăng như này, bên khăng khăng cái kia thì nó sẽ dẫn tới đổ bể. Và nhiều khi cái đổ bể đó lại còn dẫn tới cái bệnh hoạn nữa. Thì cũng có một số người cũng bị bệnh đó thưa chị, thưa bác sĩ. Tức là như vậy á, không những mình đã không gia đình đổ bể, lại còn bệnh hoạn phải đi chữa trị. Mà nhiều khi nhiều cái bệnh nó cũng không có chữa hết được không bác sĩ? Chẳng hạn như là sida, bệnh AIDS, nhiều khi mình nhầm cái đó là mình ký vô giấy tờ rồi. Hả? Rồi còn những cái bệnh như là giang mai hả? Giang mai. Đúng rồi, syphilis. Syphilis thì cái đó là phải đi chữa y không, cái mình đang lằn lằn cái ngứa ngáy đau nhất có phải là thêm một cái. Cho nên cái mà cả hai bên nam nữ phải giúp đỡ cho nhau. Phải biết dung hòa, biết như bác sĩ nói phải có cái tình thương thì mới giải quyết cái vấn đề nó êm đẹp được. Yeah. Còn nếu mà không có cái tình thương thì rất là khó. Yeah. Em cũng đồng ý với chị Thủy là nói là không có xấu, không có cái chuyện tình dục là không có xấu, mà không muốn nữa cũng không có xấu, mà muốn nữa cũng không có xấu. Xấu. Cái đó là chuyện tùy cái cơ thể của mỗi người nhé. Đấy. Tức là bây giờ mời bác sĩ đúc kết cho cái nếu mà muốn cho nó hòa thuận, cho nó cái việc sinh lý với cái phải là làm như thế nào, từ cái tư duy, từ cái suy nghĩ, rồi từ cái hình ảnh thì mình phải làm như thế nào để nó giúp. Thì hai người phải ngồi xuống, biết lắng nghe và thông cảm. Và như lúc nãy mình nói, chỉ có cái sự thông cảm nhau, yêu thương nhau thì mới giải quyết được cái vấn đề đó mà thôi. Thấy cái bác kia chạy vô nói tôi, ông này ông già dịch. Tôi nói sao chị kêu tôi già dịch, nói già rồi không nên thân. Còn ham muốn nữa, tôi nói không phải, già không phải không nên thân ham muốn. Bây giờ ông đói bụng thì ông phải ăn cơm chứ, ông gắt nước mà ông phải uống. Cái đó là một cái nhu cầu của cơ thể, đâu phải là già dịch được. Nhưng mà tuy nhiên ông không làm chị nhẹ nhàng vui vẻ được thì chị nói với ông. Chứ đâu có phải kêu người ta là già dịch, tôi thấy cái đó cũng không có phê cho mấy ông. Và nói nếu mà mình làm như vậy, mình đối xử như vậy thì người ta sẽ không có ở chỗ này, ta phải đi kiếm chỗ khác. Phải không thưa bác sĩ? Mà nhiều khi đi kiếm cái chỗ khác nó lại nguy hiểm cho chồng mình, lại còn cho mình nữa. Cũng như mấy bà cũng vậy, nếu mấy bà mà không thỏa mãn rồi đi kiếm chỗ khác thì mình lại cũng bị bệnh. Rồi cái không những là đổ vỡ cái hạnh phúc của gia đình đi. Làm cho con cái nó cũng đau khổ buồn phiền. Sao bao nhiêu năm sống chung chịu đựng được mà tới giờ chót. Đổ vỡ thì cũng bao nhiêu năm, 50 năm, 60 năm, có người 65 năm rồi và đổ bể. Như đổ bể như vậy thì mình cũng nên suy nghĩ là cái tuổi của mình tới cái lúc này thì mình đùm bọc lấy nhau phải không bác sĩ? Mà đi với những cái giới trẻ mà đi kiếm cái khác hơi. Tôi xin kể một câu chuyện này là có thật của hai vợ chồng người Mỹ. Ông chồng đó là xưa đã đi qua Việt Nam chiến đấu, rồi bị thương nhẹ ở gót chân rồi trở về đây học luật, ra luật sư. Bà vợ là y tá, học lên tới PhD. Mà bà vào khoảng đâu chừng sau khi hết kinh là 50 ngoài,
bà nói giờ nghỉ chơi. Nghĩa là ổng, lúc đó ổng với bà cũng hai người tương đương cái tuổi với nhau, mà thương nhau lắm mới chờ đợi đi chiến tranh Việt Nam về cưới nhau. Mà bây giờ đó, ông này với bà này có hai đứa con gái. Dạ, yeah. Nhưng mà chị Thủy ơi, em với chương trình đã hết giờ rồi. Chắc là mình sẽ tiếp tục một phần ngắn vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Sức Khỏe Tâm Thần và Đời Sống với bác sĩ Kỉnh, chị Thủy và Cathy. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào kỳ sau. Kính chào quý vị.